Và đây là 3 giờ sáng ở gần ngã tư Sa Lung ở Quảng Trị anh em ạ. Đây tôi đang đi. Đây là săn đồ, săn hàng đây. Có nhiều lúc nó thích nhưng mà có những lúc nó như này. Và đây tôi đang đi lang thang một mình. Đây là cây xăng dầu rồi, tối thui luôn. Bây giờ phải đi kiếm cái nhà nghỉ tại vì đến đây sớm quá, mới có 3 giờ. Má ơi, tôi đi được một đoạn thì thấy cả thầy trò Đường Tăng, Chư Bất Giới với lại Ngộ Không ở kia. Oh my god. Đường xá này. À bây giờ là 3 giờ 45 phút vẫn lang thang trên đường, chưa kiếm được nhà nghỉ. Bên kia thì có một cái nhưng mà đi sang đường ghê lắm anh em ơi. Tầm này cái đường quốc lộ. Và đi bộ đến 4 giờ sáng thì tôi đã thấy một cái chợ mở. Đây là chợ gì không biết này cơ. Ở khu Bình Linh thì đấy. Đây. Bây giờ mới thấy bóng dáng của đông người. À thì ra ở đây là chợ Hồ Xá anh em ạ. Đây và may quá đã thấy cái một cái nhà nghỉ. Lạy Chúa Thánh Thần tôi, sau khi tôi đi hơn một tiếng thì đã thấy một cái hotel nhìn nó tử tế. Còn phòng. Hy vọng là còn phòng thật sự. Cuối cùng đã tìm được cái nhà nghỉ. Còn phòng. Oh my god. 2 là 3 là 4 đây. Ôi giời, có cả ghế tình yêu luôn. Ôi, không cần như nào. Cần cái giường để ngủ được rồi.